Toàn xin chào anh chị em đến với kênh YouTube Bất Động Sản Vĩnh Long Thanh Toàn, nơi ký nhận, giới thiệu nhà và đất chính chủ khu vực tỉnh Vĩnh Long. Nhậu có 2 ngày thôi mà nó đổi luôn cái giọng luôn rồi. Ngay ngón tay Toàn này anh chị em mình, ngang qua là cảnh ngang của cuối đất mình, ngang sau của đất mình là được 5m. Nó ngang qua tới cái lùm cây bên đó, nói chung là anh chị em mình quan tâm xuống đây là Toàn chỉ ranh móc kỹ hơn cho anh chị em mình biết. Và cái miếng đất ngày hôm nay á, là nó thuộc xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long nha. Và tổng diện tích của miếng đất ngày hôm nay á, là nó được 113m, ngang trước, ngang sau, ngang nào cũng đều 5m hết. Và hai cạnh dài của đất mình á, là được 23m, nhưng thực tế là tới 25m là nghe anh chị em mình, tại Toàn cũng mới kéo thước đo thử rồi. Và chủ kêu bán hết cái miếng đất này với giá chỉ có 290 triệu thôi. Toàn tranh thủ Toàn nói, tại nay Toàn tính tâm sự cho anh chị em mình nghe một số chuyện. Cái miếng đất này á, thì hiện tại là đất trồng cây lâu năm, và đồng thời nãy Toàn cũng có xem quy hoạch dùm cho anh chị em mình luôn rồi, là đất này được phép lên thổ cư nha. Khu nhà vực này lên thổ cư thì 200 ngàn mét trở lại, nó không có mắc đâu anh chị em mình. Và cái miếng đất này á, là nó không có quy hoạch gì cả, anh chị em mình có thể yên tâm mua miếng đất này, có thể là xây nhà các nhà ở thoải mái nha, không bao giờ bị dính quy hoạch nha. Từ đây về sau á, Toàn làm đa số là nhận đất, Toàn sẽ nói rành về quy hoạch cho anh chị em mình biết luôn, để thôi anh chị em mình khỏi phải vướng vô mua miếng đất xong chính quy hoạch rồi ngồi ngẩn ngơ. Cũng giống như có một ông khách của Toàn, chút xíu nữa cuối video Toàn kể cho anh nghe chị em mình nghe về câu chuyện của ông khách, sẽ rút một bài học. Cái miếng đất của mình á, là nó thuộc hướng nam, và trước đất của mình á, nó có một con rạch nhỏ nè anh chị em mình. Và anh chị em mình được sở hữu nửa con rạch luôn. Vị trí đất mình là ngang ngón tay Toàn, ngang qua. Nó ngang qua hết qua khỏi cây dừa đó, khoảng chừng 5 tấc nữa là hết cạnh ngang của đất mình. Và nói chung miếng đất này anh chị em mình mua các nhà ở thì theo Toàn rất là ngon, yên tĩnh và nó cũng ở lâu. Miếng đất này có giá trị lắm à. Và quan trọng là miếng đất này không dính quy hoạch nha. Còn nhìn theo hướng camera này nè, vô trong đó thì cũng có nhà bà con tùm lum trong đó. Quan trọng là cái bằng phán này của mình là nó trên bằng phán là nó có thể hiện đường đi đàng hoàng nha anh chị em mình, chứ không phải là đi nhờ đi giả gì với ai đâu nha. Bây giờ Toàn kể cho anh chị em mình nghe một câu chuyện có thật 100% luôn. Là có một anh này á, là hai vợ chồng anh đi làm công trong công ty á, và đồng thời anh làm ra được bao nhiêu tiền á là anh sẽ đi mua đất. Mà anh đi mua đất hứa với anh chị em mình luôn là anh không bao giờ mua qua môi giới. Anh lúc nào cũng chạy cái xe cời cời ngoài đường á, đi làm xong về chạy cái xe cời cời ngoài đường để kiếm được những miếng đất nào cắm bản á là anh sẽ mua. Quan trọng anh mua xong rồi á là anh sẽ đưa cho mấy anh em môi giới bán. Và đồng thời ổng làm cũng được 2 miếng, tới miếng thứ ba ổng cũng làm y chang như lúc đầu vậy nha. Tới miếng thứ ba ổng biết trời xui quỷ khiến sao á, ổng quen Toàn. Rồi ổng gửi Toàn bán. Rồi Toàn đến đó Toàn coi cái miếng đất của ổng, nhận miếng đất đến đó coi, xong miếng đất của ổng nằm toàn bộ là nằm trên quy hoạch, nằm trên con đường mở lộ luôn chị em mình. Cái miếng đất đó thì Toàn không nhận thì bắt buộc ông cũng sẽ gửi cho mấy anh em môi giới khác để bán. Tại vì môi giới bán thật ra không phải người nào cũng biết coi quy hoạch đồ này kia đâu anh chị em mình. Và đồng thời anh chị em mình ra ngoài đường kiếm bản mua ha, là 50% cắm bản là của mấy anh em môi giới cắm, và còn lại 50% là chủ nhà cắm. Và quan trọng là cái anh em môi giới lấy chủ nhà cắm, người ta không biết quy hoạch luôn nữa không chừng. Và đồng thời anh chị em mình đi mua đất mà còn không biết quy hoạch nữa thì sớm muộn gì chúng sẽ rơi vào trường hợp của ông nội này là cái chắc. Vướng quy hoạch rồi thì nằm trộn lẫm lên lộ thì coi miếng đất đó, tiền làm công sức mấy năm nay đổ sông đổ biển, quy hoạch nhà nước mới lộ, lấy mới lộ thì còn được bao nhiêu tiền đâu anh chị em mình, lỗ cực kỳ luôn. Qua câu chuyện ngày hôm nay á, thì theo Toàn á, anh chị em mình muốn dính vô đất đai á, thì tốt nhất phải có anh em môi giới. Mà anh em môi giới là phải giỏi nha, mà giỏi là mới chiếm 50% thôi. Ông nội đó phải có chữ đạo đức trong đầu ổng nữa mới được, chứ còn giỏi mà không chữ đạo đức thì thôi, sớm muộn gì cũng bị gạt. Nói tóm lại là cái nghề đất đai này á, phải biết rất là rành. Còn nếu như mà anh chị em mình không rành á, thì bắt buộc phải chơi với một anh môi giới nào đó anh chị em mình có thể là tin tưởng được. Giống như câu bà ta nói là gửi mặt cái gì, chọn mặt gửi vàng gì đó anh chị em mình. Còn nếu mà cảm thấy không ổn nữa thì thôi, tốt nhất tiền của mình bỏ túi đi, đi làm công ăn lương hay là mua bán gì đó cứ sống đi. Không rành đừng có chơi nó, tại vì cũng dĩ người ta có câu là đi đêm thế nào cũng gặp ma. Thôi ngày hôm nay nó là vậy đi anh chị em mình ơi. Hôm nay lúc này gần Tết rồi, ra ngoài đường làm cũng gió quá trời lạnh luôn. Bây giờ Toàn xin chào, kính chúc anh chị em mình thật nhiều sức khỏe nha.